Chào mừng tất cả các em học sinh đã đến với trang lời dạy hay.com. Tiếp tục với chủ đề bài số 2 với thể loại hài kịch. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu phần thực hành tiếng Việt với nội dung lỗi logic, câu mơ hồ và cách sửa. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi vào phần thứ nhất để cùng nhau đi tìm hiểu về lỗi logic, câu mơ hồ và cách sửa. Về lỗi logic, đây là hiện tượng câu hoặc đoạn văn, văn bản có những thông tin, lập luận, mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán, không đầy đủ, không phù hợp với lý lẽ thông thường và thực tế. Cô đưa ra cho các em một ví dụ tham khảo như sau. Trong giáo dục nói chung và trong bóng rổ nói riêng, chúng ta đã đạt được những thành công nhất định. Phân tích ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng tác giả đang nói tới việc giáo dục và bóng rổ. Đây rõ ràng là hai nội dung không liên quan đến nhau. Vì chúng không cùng thuộc một lĩnh vực cho nên không thể sử dụng cách diễn đạt nói chung và nói riêng được. Để có thể sửa được lỗi logic thì chúng ta cần phải xác định đúng nguyên nhân gây ra lỗi và thay thế bằng các từ ngữ phù hợp để đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với tư duy cũng như thực tế khách quan. Tiếp tục với ví dụ mà cô vừa đưa ra, chúng ta có thể sửa lại câu này như sau. Trong thể thao nói chung và bóng rổ nói riêng, chúng ta đã đạt được những thành công nhất định. Hoặc các em cũng có thể tham khảo cách sửa thứ hai. Trong giáo dục nói chung và trong giáo dục thể chất nói riêng, chúng ta đạt được những thành công nhất định. Thứ hai, chúng ta nói về câu mơ hồ. Đây là câu mắc lỗi dùng từ hoặc lỗi cấu tạo khiến cho người nghe hoặc người đọc có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, không đúng ý của người nói hoặc người viết. Các em tham khảo ví dụ như sau. Xe không phải rẽ trái. Với câu này chúng ta có 3 cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất, xe này không bắt buộc phải rẽ trái. Cách hiểu thứ hai, các loại xe nói chung không bắt buộc phải rẽ trái. Và cách hiểu thứ ba, xe không tải tức là không chở người hoặc hàng hóa phải rẽ trái. Để tiến hành sửa các câu mơ hồ thì người viết sẽ cần phải thêm những từ ngữ phù hợp để làm nổi bật thông báo duy nhất trong câu để tránh người nghe hiểu lầm. Tiếp tục với ví dụ trên, chúng ta có thể sửa câu thành 3 cách như sau. Cách thứ nhất, xe này không phải rẽ trái. Cách thứ hai, tất cả các loại xe đều không phải rẽ trái. Cách thứ ba, xe không tải phải rẽ trái. Ngoài ra, trong trường hợp giao tiếp thường ngày, cần tránh viết hoặc nói những câu có thể hiểu theo nhiều nghĩa, đặc biệt là trong các văn bản hành chính và khoa học. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt câu mắc lỗi mơ hồ với những câu được cố ý viết bằng nhiều cách hiểu khác nhau nhằm mục đích tu từ. Ví dụ, giọt nước mắt vầng trăng, long lanh trong đáy giếng. Hai câu thơ này được trích trong bài đàn guitar của Locke của tác giả Thanh Thảo. Chúng ta lưu ý rằng dòng thơ giọt nước mắt vầng trăng có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, đó là giọt nước mắt như vầng trăng hoặc giọt nước mắt của vầng trăng. Cái sự mơ hồ ở đây đã tạo ra những cái hướng liên tưởng cho người đọc một cách đa dạng và phong phú và góp phần biểu đạt sâu sắc cái hình tượng trong tác phẩm mà tác giả thể hiện. Sau khi đã cùng nhau đi tìm hiểu một vài những cái vấn đề lý thuyết có liên quan đến lỗi logic, câu mơ hồ và cách sửa, tiếp theo chúng ta cùng đến với phần luyện tập. Câu hỏi thứ nhất. Trong vở kịch Người lái buôn thành Venice, Shakespeare, nhân vật Shylock cho Antonio vay 3.000 duca không tính lãi với điều kiện sau 3 tháng nếu người vay không hoàn trả số tiền đúng ngày và nơi quy định thì người cho vay sẽ được quyền lấy một cân thịt trên cơ thể người vay. Theo em, lời giao ước ấy mắc lỗi gì khiến Shylock phải chịu thua trước lập luận sắc bén của Portia? Để trả lời được câu hỏi số 1 thì các em sẽ cần phải xem lại đoạn trích thực thi công lý mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó và đặc biệt chú tâm vào cái điều kiện mà nhân vật Shylock đã đưa ra. Và sau đó các em tiến hành tìm xem là cái lỗi mắc phải đã khiến Shylock phải chịu thua trước lập luận sắc bén của Portia. Với câu hỏi số 1 các em có thể tham khảo cách trả lời như sau. Giao ước ấy mắc lỗi dùng từ khiến cho người nghe có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, khiến cho nội dung của giao ước bị mơ hồ. Cụ thể ở chi tiết, người cho vay sẽ được quyền lấy một cân thịt trên cơ thể người vay, không nói cụ thể cách người cho vay lấy như thế nào. Từ đó, Portia đã sử dụng điều đó khiến cho Shylock phải chịu thua. Người hãy chuẩn bị cắt thịt, không được làm rõ một giọt máu nào. Nếu cân nghiêng, dù chỉ một sợi tóc thôi, người sẽ bị tử hình và tất cả tài sản của người sẽ bị tịch thu. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Những câu dưới đây mắc lỗi gì? Hãy phân tích nguyên nhân mắc lỗi và sửa những lỗi đó. A. Anh ta mở khóa, ngồi vào ghế, khởi động xe, mở cửa và lên đường. B. Tìm thêm những ví dụ trong thơ của Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều, Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan để chứng minh rằng tiếng Việt từ thế kỷ 16 đã đạt tới độ tinh tế, uyển chuyển. Tiếp theo là ý C. Ngồi đây suốt buổi sáng mà tôi chỉ câu được vô số con cá chép thật phí công. Ý D. Từ trong tù, U Tháp tiếp tục kêu vô tội. Vậy,
Ai đã nói dối? Kẻ nào đã bỏ thuốc độc vào chén trà của hoàng thân? Khi tất cả vụ việc này kết thúc, cha La Sai tuyên bố sẽ kết hôn cùng chàng U Thát của mình. Với câu hỏi số 2 thì chúng ta sẽ cần phải căn cứ vào các ngữ liệu được đưa ra ở đề bài để chỉ ra xem là mỗi câu này bị mắc lỗi gì và phân tích lý do mà câu mắc lỗi, và sau đó chúng ta cần sửa lại lỗi cho từng câu. Với câu hỏi số 2, kem tham khảo cách trả lời như sau. Ở ý A thì câu mắc lỗi logic, cụ thể là ở từ mở cửa, vì hành động đang diễn ra theo trình tự mâu thuẫn nhau, không nhất quán với nhau. Chúng ta có thể sửa lại như sau. Anh ta mở khóa, ngồi vào ghế, khởi động xe, đóng cửa và lên đường. Ở ý B thì câu mắc lỗi logic vì đã chứa những từ ngữ thiếu nhất quán cụ thể ở từ Truyện Kiều. Đây là tên của một tác phẩm văn học, còn Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan là tên của các tác giả nổi tiếng. Chúng ta có thể sửa lại. Tìm thêm những ví dụ trong thơ của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan để chứng minh rằng tiếng Việt từ thế kỷ 16 đã đạt tới trình độ tinh tế, uyển chuyển. Ý C, câu mắc lỗi logic vì có những thông tin mâu thuẫn với nhau, không nhất quán. Việc câu được vô số con cá chép đã mâu thuẫn với thái độ của nhân vật tôi khi nói tới thật phí công. Vì vậy, cần thay thế các từ ngữ cho phù hợp với cái thực tế khách quan. Chúng ta có thể sửa lại như sau. Ngồi đây suốt buổi sáng mà tôi chẳng câu được con cá chép, thật phí công. Ý D, câu mắc lỗi logic vì đã có thông tin mâu thuẫn với nhau và không nhất quán. Chúng ta có thể sửa lại như sau. Từ trong tù, U Thát tiếp tục kêu vô tội. Vậy kẻ nào đã bỏ thuốc độc vào chén trà của hoàng thân? Khi tất cả vụ việc này kết thúc, Cha La Sai tuyên bố sẽ kết hôn với chàng U Thát của mình. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với bài tập số 3. Phân tích tính mơ hồ của những câu dưới đây, hãy sửa lại để mỗi câu chỉ có một cách hiểu. A. Đây là dung dịch độc nhất. B. Áp dụng phương pháp học tập mới là quan trọng. C. Cả nhà hát say sưa theo ca sĩ. D. Trong trận đấu bóng, hàng trăm người xem đánh nhau. Với câu hỏi số 3, chúng ta sẽ vận dụng kiến thức có liên quan đến câu mơ hồ và tiến hành sửa lại các câu để chúng ta chỉ có thể hiểu nó theo một nghĩa. Với câu hỏi số 3, các em có thể tham khảo cách trả lời như sau. Ở ý A, tự độc có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Chúng ta có thể hiểu là độc lạ, độc hại, khiến cho nội dung câu văn có nhiều cách hiểu. Ở đây, các em có thể sửa lại câu như sau. Đây là dung dịch độc hại nhất, hoặc đây là dung dịch độc lạ, độc đáo nhất. Với ý B thì câu văn có cách hiểu khác nhau do cấu tạo của câu chưa phù hợp. Hiểu theo cách thứ nhất, áp dụng phương pháp học tập mới là quan trọng, nhấn mạnh việc chọn áp dụng phương pháp học tập mới. Còn cách hiểu thứ hai, áp dụng phương pháp học tập mới là quan trọng để nhấn mạnh ý nghĩa của việc áp dụng phương pháp học tập. Chúng ta có thể sửa lại như sau. Áp dụng phương pháp học tập là điều quan trọng. Tiếp theo là câu C. Cụm từ cả nhà hát chưa rõ ràng khiến cho câu văn có các nghĩa khác nhau. Chúng ta có thể hiểu theo một số cách. Thứ nhất, cả nhà ngồi hát say sưa theo ca sĩ. Hoặc cả nhà hát, ý chỉ không gian diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật say sưa theo ca sĩ. Chúng ta có thể sửa lại. Cả nhà đang hát say sưa theo ca sĩ. Ý D. Câu văn có cách hiểu khác nhau do cấu tạo câu chưa phù hợp. Chúng ta có thể hiểu theo hai cách. Trong trận đấu bóng, hàng trăm người xem cuộc đánh nhau. Hoặc hiểu theo cách thứ hai. Trong trận đấu bóng, hàng trăm người xem đang đánh nhau. Chúng ta có thể sửa lại câu này như sau. Trong trận đấu bóng, hàng trăm người ngồi xem đánh nhau. Câu hỏi số 4. Khảo sát và viết báo cáo kết quả khảo sát về lỗi logic và lỗi diễn đạt mơ hồ trên một hoặc một số trang báo điện tử. Với câu hỏi số 4 thì các em sẽ cần phải tìm một số những cái trang báo, nguồn báo. Sau đó là tiến hành rà soát các bài báo để xem là các tác giả có mắc phải những cái lỗi logic hay lỗi mơ hồ không các em nhé. Với câu hỏi số 4, các em có thể tham khảo báo cáo như sau. Thứ nhất, về mục tiêu khảo sát, đánh giá khảo sát về lỗi logic và lỗi diễn đạt mơ hồ trên một hoặc một số trang báo điện tử, từ đó đưa ra những nhận xét đánh giá tình trạng trên. Thứ hai, nội dung của khảo sát, tìm hiểu và đọc một số những bài viết của các trang báo điện tử như là Vietnamnet, Báo Lao Động, Báo Mới, v.v. chỉ ra các lỗi về logic và lỗi diễn đạt mơ hồ của một số bài viết. Thứ ba là đánh giá tổng quan về tình trạng trên. Ba, kết quả khảo sát, số lượng tài liệu. Các lỗi diễn đạt mơ hồ thường xuất hiện ở tiêu đề bài báo. Ví dụ, bất ngờ bà chủ khách sạn cao nhất Nam Định vừa được rao bán 300 tỷ đồng. Ba luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bé lớp 1 trường Gateway đã tử vong. 4. Đánh giá nhận xét. Đây là tình trạng diễn ra khá phổ biến đối với những bài viết của một số trang báo điện tử. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là đã sử dụng những từ ngữ, cấu trúc câu mơ hồ, lấp lửng, dễ gây nhầm lẫn. Và ngoài ra còn sử dụng các tiêu đề ngắn với nội dung giật gân, mục đích nhằm thu hút người xem. Như vậy thì câu hỏi số 4 cũng là câu hỏi cuối cùng khép lại nội dung của video ngày hôm nay. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để theo dõi thêm các bài giảng khác nhé.
Cảm ơn tất cả các em học sinh. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.